Trước nhu cầu làm đẹp của khách hàng ngày càng tăng lên, hiện nay các cơ sở thẩm mỹ cũng nở rộ trên địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên thực tế có nhiều cơ sở hoạt động chui, không phép và trái phép, kém chất lượng. Tin vào những lời quảng cáo có cánh, không ít trường hợp sử dụng dịch vụ kiểu này đã tiền mất tật mang. Mặc dù chưa có giấy phép hoạt động, thế nhưng thẩm mỹ viện này tại quận Thanh Khê vẫn thực hiện phẫu thuật căng da mặt cho khách. Người thực hiện kỹ thuật chuyên sâu này lại là nữ lao công, không có chuyên môn, không có chứng chỉ hành nghề. Quảng cáo rầm rộ, chào mời, thu tiền của khách từ 60 đến 90 triệu đồng cho một gói phẫu thuật. Phát hiện nhiều điểm bất thường nên khách hàng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Còn đây là một cơ sở spa trên đường Yên Bái. Qua kiểm tra đột xuất vào đầu tháng 9 vừa qua của đoàn liên ngành quận Hà Châu, lúc này chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở. Đáng nói hơn, lô hàng mỹ phẩm đang được sử dụng cho khách, nhưng qua kiểm tra thì 50% trong số đó đã hết hạn sử dụng. Chúng tôi nhận thấy là vẫn có tình trạng các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ làm đẹp, nhưng chưa thực hiện cái thủ tục công bố gửi về Sở Y tế trước khi hoạt động. Ngoài ra thì cũng phát hiện thêm một số các hành vi như là sử dụng những cái loại mỹ phẩm bằng tiếng nước ngoài nhưng mà không có nhãn phụ theo quy định, cũng như là một số cơ sở thì cái chứng chỉ hành nghề chưa đầy đủ. Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng lên, vì thế thời gian gần đây, hoạt động các thẩm mỹ viện cũng nở rộ. Không chỉ sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, tại nhiều cơ sở spa và thẩm mỹ viện trá hình, dù không có bác sĩ chuyên môn, nhưng cơ sở vẫn tư vấn và thực hiện các dịch vụ có xâm lấn như tiêm chích, các thiết bị laser, ánh sáng kỹ thuật cao hay phẫu thuật thẩm mỹ. Chủ của cơ sở này thì là học các cái chứng chỉ về chăm sóc da, spa, nhưng mà hoạt động phổ biến là tiêm filler. Cái này nguyên nhân đi ra vì là các đối tượng này ham lời. Phần lớn là filler do nước ngoài sản xuất và mua trôi nổi của thị trường, giá thấp. Và khi tiêm thì giá cao, lợi nhuận gấp 10 lần. Các ca mà tai biến do các làm cái dịch vụ thẩm mỹ từ các spa thì thường ở đây chúng tôi hay gặp đó là một là cái dấu hiệu của cái sưng nề lệch mặt do sau tiêm filler. Có những trường hợp, thứ hai nữa là những trường hợp mà bầm tím và hoại tử mà chúng tôi đã gặp nhiều, rất hay gặp nhiều trường hợp, chẳng hạn như hoại tử ở vùng đầu mũi, cánh mũi sau khi tiêm filler. Cái nguyên nhân hoại tử thì có thể do nhiều, nhưng mà thường là do người ta tiêm nó bẩn, nó không có đảm bảo vô trùng, thành ra nó gây nhiễm trùng và sau đó nó hoại tử. Còn phần nữa là có thể là do người ta tiêm quá liều, vẫn chèn ép mạch máu, nó gây dẫn đến cái hoại tử. Đến nay trên địa bàn Đà Nẵng có 82 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ được Sở Y tế xác nhận thủ tục tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Trong khi đó, quận huyện cũng cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hơn 500 cơ sở liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ. Tuy nhiên, thực tế con số còn lớn hơn nhiều bởi nhiều cơ sở hoạt động chui, trá hình ngày càng tinh vi và từ đây gây nhiều hậu quả khôn lường, tiền mất tật mang cho người dân.